Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của Bóng Đá Plus. Lúc này thì mình đang có mặt tại sân Forsyth 3, nơi mà đội tuyển nữ Việt Nam đang đi bộ làm quen sân một ngày trước khi đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội tuyển nữ Hà Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng. Chúng ta vừa thấy một hình ảnh rất thú vị của Bích Thùy và Hoàng Loan, những đôi bạn thân mà thường xuyên bắt nạt nhau khi mỗi khi mà đội thư giãn thả lỏng nào đó là cả hai lại cùng nhau có những động tác hạ cẳng tay thượng cẳng chân, nó thú vị như vậy đấy. Bạn bè là như vậy mà. Bây giờ thì các cầu thủ nữ Việt Nam thì đang rất là thoải mái. Họ cũng đã cởi bỏ được cái tâm lý sau khi mà có trận thua 0-2 trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha rồi. Như huấn luyện viên Đức Trung đã chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, đội tuyển nữ Việt Nam dù không còn cơ hội để đi tiếp, tuy nhiên đó cũng là một cái điều giúp cho các cầu thủ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và hướng đến một sự tự tin bước vào trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan, đối thủ mà bắt buộc phải giành chiến thắng đậm trước đội tuyển nữ Việt Nam nếu như muốn có một vị trí nhất bảng. Bích Thùy thì đang thử độ bền của mảnh lưới. Cô là một trong những người khát khao, rất khát khao có thể xé được mảnh lưới ở World Cup lần này. Chúng ta vẫn chưa cởi làm được điều đó ở World Cup năm 2023 khi đội tuyển nữ Việt Nam đã thua 0-3 trước tuyển Mỹ và thua 0-2 trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Chúng ta cũng đã có một số ít những cơ hội rồi. Đáng tiếc rằng sự vội vã, có thể một vấn đề liên quan đến đẳng cấp, có thể liên quan đến thể trạng mà các cầu thủ nữ Việt Nam chưa thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn. Chúng ta kỳ vọng rằng có thể chúng ta sẽ không có kết quả tốt trước Hà Lan, nhưng nếu như ghi được bàn thắng thì điều đó không còn gì tuyệt vời hơn cả. Các cầu thủ nữ Việt Nam thì đang chiêm ngưỡng cái mặt sân Forsyth 3 cũng như kết cấu của sân Forsyth 3. Bích Thùy một lần nữa lại ra cầu môn và cô đang cố gắng với lên cầu môn. Bích Thùy là một trong những cầu thủ được coi là chiều cao có phần hơi khiêm tốn một chút ở trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam, cho nên cái cầu môn nó hơi cao so với cả Bích Thùy cũng là điều bình thường thôi. Những cầu thủ như Trương Thị Kiều, như là Hải Linh cũng đang ngồi cùng nhau nói chuyện. Họ cũng đang thể hiện sự trầm trồ với sân Forsyth 3. Đội tuyển nữ Việt Nam thì cũng đã đi qua tổng cộng là hai mặt sân rồi, là sân Hamilton ở thành phố Hamilton hay là sân Eden Park ở thành phố Auckland, một trong thành phố lớn nhất của New Zealand. Chỉ có điều rằng sân vận động Forsyth 3 là một sân vận động hoàn khác biệt. Khi sân vận động này được phủ hoàn toàn bởi mái che, được lợp bằng chất liệu là ETFE, một chất liệu phục vụ cho công nghệ vũ trụ như mọi người. Cho nên là sân vận động này thật sự mà nói thì gây được nhiều ấn tượng. Lúc này thì các cầu thủ nữ Việt Nam cũng đang tạo thành những nhóm nhỏ để có thể chụp hình ghi lại những kỷ niệm ở đây. Và chúng ta thấy rằng là nữ cảnh sát gốc Việt, chị Ngô Liên thì đang nói chuyện với cả cán bộ truyền thông của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có một cái tập thể khá là thú vị khi mà bản thân chị Ngô Liên cũng là một người có mối quan hệ với Việt Nam và đã sinh sống Việt Nam một thời gian trước khi sang New Zealand rồi. Bây giờ thì huấn luyện Mai Đức Chung thì đang chụp ảnh cùng với tổng thư ký Liên đoàn Việt Nam Dương Nghiệp Khôi, những hình ảnh ghi lại một cái kỷ niệm lịch sử. Bản thân ông Mai Đức Chung có thể đây sẽ là kỳ World Cup duy nhất và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ông Mai Đức Chung đã 73 tuổi rồi và rất khó để chúng ta có thể nhìn thấy ông Mai Đức Chung trên cương vị huấn luyện viên trưởng ở World Cup năm 2027, tức là 4 năm sau. Bây giờ thì các cầu thủ nữ trẻ, chúng ta thấy Hải Linh, đây là một trong những cầu thủ được xem là tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam, và biết đâu đấy 4 năm nữa nếu như đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có mặt ở sân chơi World Cup, Hải Linh sẽ là cái tên mà chúng ta dành nhiều sự kỳ vọng. Hải Linh đang đi cùng với cả Trương Thị Kiều và đặc biệt rồi thủ môn Kim Thanh. Nếu để xem là một niềm tự hào của bóng đá nữ Việt Nam ở World Cup lần này thì đó là Kim Thanh, người đã có 2 trận đấu liên tiếp xuất sắc ở kỳ World Cup lần này. Và Kim Thanh được đánh giá là một trong những thủ môn có khả năng cứu thua cao nhất trong 2 lượt đấu vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng và toàn bộ World Cup nói chung. Phía xa xa thì Hoàng Thị Loan đang chụp ảnh cho một trợ lý ban huấn luyện viên trưởng. Còn trong khi đó thì Trương Thị Kiều và Hải Linh thì đang làm một hình ảnh rất là đẹp, đó là tạo hình trái tim để chụp ảnh lưu lại kỷ niệm với cả các phóng viên đang tác nghiệp ở đây. Xung quanh thì chúng ta thấy rằng là Thúy Nga đang trò chuyện với một cầu thủ rất là trẻ, đấy là bên tay phải chúng ta, đấy là Vũ Thị Hoa, và bên tay trái là tiền vệ đã thi đấu 2 trận liên tiếp là chính, đó là Thái Thị Thảo. Một nhóm nữa thì chúng ta thấy có Vạn Sự, có Thuy Tuyết Dung và có Thanh Nhã, những gương mặt tạo ra được cái gọi là cơn lốc đường biên. Tuyết Dung một thời cũng đã là cơn lốc đường biên của đá nữ Việt Nam và bây giờ danh hiệu đó đang thuộc về nữ hoàng tốc độ là Nguyễn Thanh Nhã. Bên cạnh đó chúng ta cũng không thể không nhắc đến câu chuyện Ngân Thị Vạn Sự, một cầu thủ cũng giàu tốc độ và tạo ra nhiều đường truyền thú vị. Bây giờ thì một nhóm cầu thủ nữ Việt Nam thì lại tạo một cái hình ảnh rất là đẹp, đấy là họ cùng nhau chụm nhau vào và đặt một chiếc camera ở phía dưới để có thể là cùng nhau chụp bức ảnh theo phong cách kiểu TikTok một tí. Chúng ta thấy rằng là bây giờ là các lúc về việc mắt các cầu thủ Việt Nam đã cởi bỏ tâm lý rồi, họ không có nhiều động lực ở theo cái cạnh về mặt là phải cố gắng làm gì đó để có thể là vào được vòng 8 như chúng ta đã dừng bước ở đây. Tuy nhiên với tâm thế của chúng ta rất khác với tâm thế của Hà Lan, khác với tâm thế của Mỹ hay Bồ Đào Nha, chúng ta hãy chơi hết mình,
chúng ta tích lũy kinh nghiệm để có thể là giúp cho những thế hệ trẻ sau này có thêm một những bài học từ những người chị của mình, và sau đó sẽ tiếp tục lại nối tiếp thi đấu ở trường thế giới. Mục tiêu của chúng ta đơn giản thôi, tham dự World Cup càng nhiều càng tốt. Còn sau đó chúng ta cứ chờ. Hải Linh đang chụp ảnh với cả một quan chức của FIFA, một thành viên trong ban tổ chức của World Cup nha mọi người. Xin lỗi mọi người, Trương Thị Kiều là người chụp ảnh. Bây giờ thì phía xa xa thì chúng ta đang nhìn thấy một nhóm cầu thủ gồm có Dương Thị Vân này, Bích Thùy này, Mỹ Anh cùng với một cầu thủ trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam. Bây giờ thì các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam thì vừa cởi áo ra để mặc quần áo của màu đỏ. Chúng ta sẽ có bức ảnh chụp ảnh lưu niệm. Còn bây giờ thì mình xin phép chuyển hướng sang khi mà đội tuyển nữ Việt Nam tham gia buổi tập luyện cuối cùng ở một sân vận động cách sân chính thức Forsay 3 khoảng tầm 600m. Thời tiết hiện tại ở Dunedin thì tương đối là khắc nghiệt nha mọi người. Bây giờ là lúc 19 giờ rồi và các cầu thủ nữ Việt Nam đang phải mặc những chiếc áo rét. Nhiệt độ hiện tại ở Dunedin hiện tại đang là 7 độ C, một thời tiết mà cũng khá là khó chịu, đặc biệt buổi tối nữa. Các cầu thủ nữ Việt Nam thì sẽ tham gia các bài tập cũng đơn giản thôi, đó là những bài tập mà thực hiện truyền ngắn, truyền chuẩn xác. Bản thân các cầu thủ nữ Việt Nam trong thời gian vừa qua thì tương đối vội vàng, khi mà chúng ta gặp những đối thủ mạnh áp sát liên tục thì các cầu thủ nữ Việt Nam thường bị rối và dẫn đến việc là truyền bóng sai địa chỉ không có nhiều. Thì những bài tập này để giúp cho các cầu thủ nữ Việt Nam có thể bình tĩnh hơn, cầm bóng và tự tin hơn trong việc là truyền bóng gần với các đồng đội xung quanh để giúp cho chúng ta có thể triển khai bóng nó không bị rơi vào tình thế hỗn loạn. Ở phía bên góc của cầu môn thì chúng ta thấy Kim Thanh cùng với hai đồng đội của mình cũng đang tập luyện chăm chỉ. Bản thân Kim Thanh có lẽ rằng vẫn sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Hà Lan thôi, mà chúng ta cũng chờ đợi rằng là Kim Thanh có thể tạo nên được một dấu ấn nào đó ở trong trận đấu này, khi mà hai trận đấu trước đó cô luôn là chốt chặn đáng tin của đội tuyển nữ Việt Nam trong hàng thủ. Trong đó thì Kim Thanh đã ngăn chặn một tình huống sút phạt đền thành công của đội tuyển nữ Mỹ. Chúng ta nên biết rằng là trước thời điểm đó thì đã rất nhiều năm rồi đội tuyển Mỹ không để thất bại trên chấm phạt đền, nhưng Kim Thanh đã làm được điều đó. Video này cũng xin khép lại tại đây, và chúng ta cùng hy vọng rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thể hiện được phong độ ấn tượng ở trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan tại vào ngày 1 tháng 8. Còn bây giờ nếu mọi người cảm thấy hay, like, share, subscribe kênh YouTube của Bóng Đá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.